đây mặt bằng này thì là chỉ đang để cho thuê nha cả nhà, đang cho thuê mặt bằng. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi để bà con mình để ai đó đến thuê mặt bằng này thì chị cũng để vài chai nước bán để cho vui vậy đó cả nhà. Dạ đây. Cái đóng cửa ngoài nó buồn lắm. Dạ. Ồ chứ không ở đây chứ ở đâu? Ở trong nhà má, ở đây cũng được. À. Rồi giờ chị ở đây mình chị hả? Ở với ai? Cháu. Vậy hả? Ví dụ người ta thuê thì ta thuê khu vực trước này mình ở trong đó. Cái nhà trong đó rộng đó. À. Hôm trước con có bắt quay thành nó thuê. Rồi cái bắt đầu ta ký hợp đồng mình tới 10 năm lận. Mình thử không có xong. Ký tới 10 năm là lâu quá ha. Lâu quá rồi, nếu mà công chuyện đó ký đầu nó khó lắm. Nó mà bạn ok không? Ừ, rộng rãi đẹp quá trời luôn, thoáng mát ghê ha. Rồi dự định định cho thuê mặt bằng này bao nhiêu một tháng? Thì ví dụ như tháng 2 triệu. 2 triệu một tháng? Tháng 2 triệu một bên thì nè. Có bà chị dưới này bà hỏi thuê bán xe gắn máy mà chưa xong. Xe gắn máy học cái này thì để là im nè, xe gắn máy là im nè. Người ta trang trí lại gọn gàng sạch sẽ ghê. Dạ dạ. Nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà chưa xong giá là lý cho mà bán ký dài ngang quá, cứ tới 10 năm là. À còn nhiều, nhiều khi mình muốn lấy cái gì đó, muốn lấy lại để làm gì đó không được. Ờ không được, bây giờ mình cho thuê là 5 năm đổi lại. Dạ. Chị Mai nha cả nhà. Đó mặt bằng của chị nè. Rộng rãi. Ngay chợ. Ngay mặt bằng luôn. Ngay chợ mà ngay đường xá rất là tiện lợi như vậy, từ cái bến Phà Bắc An Hòa chạy lại một chút chứ gì. Gần Long Xuyên đó. Long Xuyên sát bên luôn. Long Xuyên sát bên đi qua Phà Bắc An Hòa có tới Long Xuyên nội. Qua Phà An Hòa tới Long Xuyên. Đó. À, đi về chợ mới rồi thẳng này luôn, đi chợ mới nè. Đó thẳng này luôn là đi chợ mới nè. Đó, bởi vì đi đường nào cũng vui hết trơn á. Chợ Long Bình nè cả nhà mình. Mà mình nếu mà bác sĩ hay là mấy người bác dược sĩ dạ. Là thuốc tây là cũng ok lắm. Dạ. Nói chứ mà mặt bằng này em nói không có riêng về cái gì hết trơn á. Bây giờ mình có cái gì là mình về bán rồi từ từ bà con cũng kéo khách tới hết trơn á. Dạ. À đây nè cô chú anh chị ơi, tất cả bà con mình nếu mà quan tâm ha, cần thuê mặt bằng nha. Cần thuê mặt bằng thì liên hệ với số điện thoại này nha. Liên hệ với số điện thoại này gặp chị Mai nha cả nhà ơi. Dạ. À, đây là cái bảng để cho thuê nhưng mà nhỏ quá, thành ra là mình đến mình quay đưa lên dùm cho chị để mọi người không thấy. Số điện thoại nè 089 9048 529. Dạ. Kim đọc lại nha. 0899 ha. 048 529. Dạ liên hệ với chị Mai nha cả nhà ơi. Và đây là mặt bằng nè, phía bên ngoài nha cả nhà. Đây là mặt bằng phía bên ngoài rất là rộng luôn nha cả nhà. Đây là mặt bằng phía bên ngoài gần chợ Long Bình nha cả nhà. Đây cái bảng chợ Long Bình phía bên kia hơi mờ nè. Dạ đi vào 20m là đến chợ nha cả nhà. Dạ. Đây mặt bằng ngay đây là gần chợ Long Bình nha. Đi vào 20m. Cái bảng đây này nha cả nhà. Cái bảng đối diện mình này nha, đối diện bên đường này nha, là đi vào trong đó là chợ nha. Còn phía trước này thì mình đi về chợ mới, đi về Mỹ Luông ha cả nhà ha. Đi về cầu ông trưởng rồi đó. Rồi sang Phú Tân, sang bên chùa An Hòa Tự rồi đó ha. Rồi còn phía bên này, phía trước màn hình mình là phía bên này nè, thì là đi về Long Xuyên nha cả nhà. Đi về Phà Bắc An Hòa, mình đi qua Long Xuyên thì cách đây 6 cây số nữa là sẽ đến Phà Bắc An Hòa qua Long Xuyên nha cả nhà. Dạ đây à. Rất là tiện đường luôn cả nhà ơi, mà đường phố sạch sẽ nha cả nhà. Gần chợ luôn ha. Và đây là mặt bằng của nhà chị Mai cho thuê này nha cả nhà ơi. Dạ vâng. Nếu mà bà con mình quan tâm thì theo số điện thoại cho thuê mặt bằng đó thì sẽ đến gặp chị Mai ha. Hiện tại thì cũng chưa có cho thuê, thì chị còn để mấy cái lặt vặt tạp hóa và mấy chai nước để chị bán chơi vậy đó chị cả nhà. Đây là phía bên trong ha, rất là rộng rãi thoáng mát. Cái gì vậy, trong nước nước đó là nó phát
Mặt bằng này rất tiện lợi cả nhà, bởi vì là gần chợ nè. Và rồi mình muốn đi về chợ mới Mỹ Luông, hay là mình muốn sang bên huyện Phú Tân để cúng lễ ở bên chùa An Hòa Tự, hay là chùa Tây An Cổ Tự, hoặc là phía bên hướng này thì mình đi về Long Xuyên ha cả nhà ha. Đến phà Bắc An Hòa, từ đây đến phà Bắc An Hòa 6 cây số nữa là mình sang bên thành phố Long Xuyên nha cả nhà ơi. Đó, nếu cả nhà quan tâm đến clip này thì muốn cần thuê mặt bằng thì đến đây gặp chị Mai qua số điện thoại hồi nãy là mình đã đọc lên rồi đó ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.